Hai chào mọi người, thì video này là em bán xả kèm theo bộ tùng nè, Echo 332331 nha. Đó, thì con máy này còn rất là đẹp. Ui, con này đâu bị tháo mắc lửa mọi người. Không phải tháo mắc lửa mà nó mắc dây lửa. Sao em thấy cục lửa nó còn này, cục lửa nó còn mà như nó mắc dây lửa mọi người. Mắc cái dây chụp bù ri rồi ra. Này thì vệ sinh ra thì quá đẹp rồi, làm xích có được, làm xích còn ngon hơn, mặt tiền đẹp. Cái ốp này nó hơi bị bể này tí thì nó không ảnh hưởng gì lắm, muốn nó ấy thì thay cái ốp khác, mọi người về mua thay cái ốp khác để dây dùng cũng được bình thường, ốp lam. Con này thì hơi ngon em, hơi ngon, hơi năng lắm. Này là hơi ok nha, ok đủ đồ, máy cơ bản đủ đồ chính nha. Cục lửa thì mình thấy ở ngoài đây thì thấy nó còn con này, mà chắc nó mất, nó đứt mất sợi dây rồi. Em bán kèm theo hai cái xác này, hai xác, xác này nó cũng là 331 332 này mọi người. Này có lửa con này, còn dây giật được ha, này chế được còn, cổ xanh đâu còn, thảo ra. Mặt tiền còn đẹp đấy chứ, làm bể tí. Một cái này nữa, này mắc lửa, tháo bắt cọc lửa. Này thấy bít tông nó còn ngon, còn đẹp. Về lấy cái gì lấy nha mọi người, đó, bán kèm theo. Thì ba con này em để cho một 1.6 triệu nha, 1.6 triệu nha mọi người. Thì tính ra cái con này ấy, thì 1.3 triệu rồi, thì hai cái con này có 300.000. Bán là bán hết một lần nha mọi người, khi mọi người mua về nó không có thiệt cho mình, vì một khi mà mọi người mua một con này dọn lên hoàn chỉnh ấy, thì giá nó cũng đã 2 triệu trở lên rồi ha. Mà mọi người mua thêm cái này là phụ tùng. Anh em nói chung anh em trong nghề thì người ta sẽ hiểu nhanh lắm. Còn ví dụ mình người dùng á, thì mình nên hiểu là mình mua con này giá nó đã hơn số tiền mình mua cả ba con rồi. Đó. Con này thì hơi ngon, hơi ngon. Con này về lấy phụ tùng rất là nhiều thứ, chứ không mọi người mua phụ tùng này, một con này nè, một cái đầu như thế này mọi người rã ra phụ tùng bán được, kiếm rất là nhiều tiền. Bộ lóc mấy trăm nghìn ha. Mình xăng các thứ, tay cầm, cánh cỏ, lọc bơm xăng, lọc nhớt, đồ chế, đồ bán đó. Chụp giật đồ bán cũng đã mấy trăm nghìn rồi, 200.000 rồi. 1.6 triệu nha, không bao ship mọi người, về sau bán vậy nha. Anh em mua thì chốt thôi, chuyển khoản với em ha. Không bao ship nha.